Hello chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với channel Hoành Tinh Retest. Ten. Sắp hết tháng 10 rồi các bạn ơi. Và hôm nay là tuần cuối cùng của tháng 10. Mình sẽ cùng các bạn đến với hệ thống Thế Di Động để cập nhật chương trình giá tốt cuối tuần. Những bạn nào chưa mua điện thoại thì coi clip của mình xong, tranh thủ đến đây kiếm dòng sản phẩm giảm giá để mình mua điện thoại thôi nha. Còn những bạn nào mua rồi thì coi clip của mình mua tiếp luôn nha. Thì tuần này sẽ có những dòng sản phẩm như là Vivo i50 giảm 500.000, Oppo Reno 3 giảm 4.3, Galaxy Note 10 LED giảm 2.000, Xiaomi Redmi 9 giảm 200.000, Redmi Note 9S giảm 300, Vsmart Joy 3 giảm 300.000. Và còn rất là nhiều dòng sản phẩm hiện tại đang giảm giá cuối tuần tại hệ thống Thế Di Động từ ngày 30 tháng 10 đến ngày 1 tháng 10. Thì đúng như lời hứa với các bạn là cứ mỗi cuối tuần 3 ngày thứ 6, thứ 7 và chủ nhật, 4 tuần của 1 tháng thì mình sẽ cùng các bạn đến với hệ thống Thế Di Động để săn sale, săn những dòng sản phẩm hiện tại đang giảm giá cuối tuần cũng như là những dòng sản phẩm hiện tại đang giảm giá trong tháng 10. Chỉ còn 3 ngày nữa thôi các bạn ơi, nhanh tay nhanh chân lên nào. Ngoài dòng sản phẩm điện thoại thì các bạn có thể tham khảo thêm Apple Watch giảm chấn động sang bằng giá giảm đến 3.000.000, Apple Watch SE LTE giảm 2.000.000, Watch S6 LTE giảm 3.000.000, Watch SE GPS giảm 1.000.000. Hiện tại thì đã có nhận đặt cọc Apple Watch Series 6 rồi nha các bạn. Dòng sản phẩm đầu tiên mình muốn giới thiệu các bạn đó chính là iPhone 11 Pro Max 64GB giá là 30.990, trả góp 0% hoặc giảm giá 2.000.000, thu cú đổi mới tài trợ 2.000.000. iPhone 11 Pro Max. Và tiếp theo là iPhone 11 Pro 64GB giá là 27.990.000, trả góp 0% miễn phí bảo hiểm hoặc giảm giá 2.000.000, thu cú đổi mới tài trợ 2.000.000. iPhone 11 64GB giá là 19.990.000, trả góp 0% hoặc giảm giá 1.500.000, thu cú đổi mới tài trợ 1.000.000. iPhone SE 2020 giá là 12.990.000, trả góp 0% hoặc giảm giá 1.500.000, thu cú đổi mới tài trợ 1.000.000. Các bạn thấy có chưa, hoặc có nghĩa là các bạn mua trả góp thì sẽ không được giảm giá nha. Xiaomi Redmi 9 giá là 3.990.000, giảm giá 200.000 từ ngày 30 tháng 10 đến ngày 1 tháng 11, cộng hỗ trợ trả góp 0% miễn phí bảo hiểm cho phiên bản RAM 4GB, bộ nhớ 64GB. Phiên bản này hiện tại đang được phân phối độc quyền tại Thế Di Động nha các bạn. Tiếp theo là Xiaomi Redmi Note 9. Xiaomi Redmi Note 9 giá là 4.990.000, giảm giá 200.000 cộng hỗ trợ trả góp 0%. Xiaomi, một số dòng sản phẩm của Xiaomi thì mình thấy có hỗ trợ trả trước 0 đồng luôn các bạn, bởi ngân hàng FE. Xiaomi Redmi Note 9S giá là 5.990.000, giảm giá 300.000 từ ngày 30 tháng 10 đến ngày 1 tháng 11, cộng hỗ trợ trả góp 0%. Đây là những dòng sản phẩm hiện tại đang chạy chương trình giá tốt cuối tuần nha các bạn. Chỉ có 3 ngày thôi, từ ngày 30 tháng 10 đến ngày 1 tháng 11. Tiếp theo, Xiaomi Redmi Note 9 Pro giá là 6.990.000, giảm giá 300.000 từ ngày 30 tháng 10 đến ngày 1 tháng 11, cộng hỗ trợ góp 0%. Các bạn thấy thì cuối tháng 10 này, Xiaomi giảm giá rất là nhiều dòng sản phẩm nha. Những bạn nào yêu thích Xiaomi thì cứ săn sale vào 3 ngày cuối tuần thôi. Vivo i1s giá là 2.690.000, giảm giá 400.000 từ ngày 30 tháng 10 đến ngày 1 tháng 11. Wow, các bạn thấy thì cuối tuần này có rất là nhiều dòng sản phẩm giảm giá để các bạn tham khảo nha. Xiaomi, Vivo, Samsung, Oppo, Vsmart. Vivo i50 giá là 6.290.000, giảm giá 500.000 từ ngày 30 tháng 10 đến ngày 1 tháng 11, cộng hỗ trợ trả góp 0%. Wow, thực sự là cuối tuần này có rất là nhiều dòng sản phẩm giảm giá nha các bạn, từ ngày 30 tháng 10 đến ngày 1 tháng 11. Còn chần chờ gì nữa các bạn ơi. Vivo V20 giá là 8.490.000, giảm giá 300.000 từ ngày 30 tháng 10 đến ngày 31 tháng 10, cộng hỗ trợ trả góp 0% miễn phí bảo hiểm. Thế mình thấy thì cuối tháng 10 này, Xiaomi và Vivo cũng như là Samsung là ba hãng điện thoại hiện tại có nhiều dòng sản phẩm giảm giá nhất nha các bạn.
Samsung thì có Samsung Galaxy A51 giá là 7.990.000, giảm giá 500.000 cộng thu cú đổi mới cộng hỗ trợ trả góp 0%. Thực sự thì mình rất là bất ngờ bởi vì những cái dòng sản phẩm Xiaomi á, thường những ngày thường á, không có giảm giá, mà những ngày cuối tuần thứ sáu, thứ bảy và chủ nhật, đặc biệt là tuần cuối cùng của tháng thì thường giảm giá rất là nhiều. Samsung Galaxy A31 giá là 6.490.000, giảm giá 400.000 cộng thu cú đổi mới cộng hỗ trợ trả góp 0%. Bên cạnh Xiaomi thì các bạn có thể tham khảo thêm những dòng sản phẩm như là Vivo và Samsung. Samsung Galaxy Note 20 Ultra giá là 29.990.000, giảm giá 4 triệu quà tặng Galaxy cộng thu cú đổi mới cộng phòng trời thương gia cộng hỗ trợ trả góp 0%. Thực sự là cuối tuần này rất là nhiều dòng sản phẩm để giảm giá luôn. Các bạn còn chần chờ gì nữa, để qua tháng 11 nữa hả là hết cơ hội nha. Samsung Galaxy A21s giá là 4.690.000, giảm giá 300.000 cộng hỗ trợ trả góp 0% cho phiên bản bộ nhớ 32GB. Samsung Galaxy A11 giá là 3.690.000, giảm giá 200.000 cộng hỗ trợ trả góp 0%. Các bạn thấy mình nói có đúng không? Samsung, Vivo và Xiaomi là ba hãng điện thoại hiện tại có nhiều dòng sản phẩm giảm giá nhất từ ngày 30 tháng 10 đến ngày 1 tháng 11, cũng như là chương trình giá tốt cuối tuần các bạn, cuối tháng 10. Oppo, để mình coi Oppo có dòng sản phẩm nào giảm giá cuối tuần cho các bạn không nha. Oppo A52 giá hiện tại là 5.990.000, giảm giá 300.000 cộng hỗ trợ góp 0%. Các bạn còn chần chờ gì nữa, cuối tháng 10 rồi, còn có mấy ngày nữa thôi. Nhân tiện đây có chương trình giá tốt cuối tuần giảm sốc rất là nhiều, các bạn hãy tranh thủ đến đây lựa một em thôi nào. Huawei Mate T8 giá là 3.290.000, giảm giá 150.000. Những bạn nào đang phân vân không biết mua dòng sản phẩm nào thì đây rồi, mình sang xe cho các bạn đây, các bạn coi thấy dòng sản phẩm nào giảm giá nhiều là hốt thôi. Realme thì mình thấy cuối tháng 10 này một số dòng sản phẩm thì không thấy có giảm giá nha các bạn. Qua bên Huawei chúng ta sẽ có Huawei Nova 7i áp dụng từ ngày 1 tháng 10 đến ngày 31 tháng 10, giảm ngay 1 triệu cộng trả góp 0% cộng thu cú đổi mới, giá hiện tại là 6.990.000. Chương trình thu cú đổi mới cũng khá là hay nha các bạn, ngoài việc các bạn được giảm giá tiền còn được tham gia chương trình thu cú đổi mới là mình sẽ lên đời điện thoại đó, rất là tuyệt vời. Huawei Nova 5T giá là 8.990.000, giảm giá 700.000 cộng hỗ trợ trả góp 0% cộng thu cú đổi mới. Công việc của mình là đến đây cập nhật giá cũng là săn sale cho các bạn, còn việc các bạn là ở nhà mình coi hoàn tiền săn sale cho các bạn và cầm tiền đến hệ thống di động gần nhất mua em mình thích nhất thôi. Galaxy A70 giá là 9.290.000, giảm giá 1 triệu. Oppo Reno 3 Pro giá là 14.290.000, giảm giá 4.300.000. Galaxy Note 10 Plus giá là 17.990.000, giảm giá 2 triệu từ ngày 30 tháng 10 đến ngày 1 tháng 10 cộng thu cú đổi mới cộng hỗ trợ trả góp 0%. iPhone XS 64GB giá là 17.990.000 trả góp 0% miễn phí bảo hiểm hoặc giảm giá 1 triệu thu cú đổi mới tài trợ 2 triệu. Galaxy Note 20 giá là 23.990.000, giảm giá 2 triệu quà tặng Galaxy cộng thu cú đổi mới cộng phòng trợ thương gia cộng hỗ trợ trả góp 0%. Wow, quá là nhiều dòng sản phẩm giảm giá luôn các bạn ơi, mình cập nhật giá mình đọc không kịp luôn các bạn nhớ xem ở trên màn hình phụ mình nhé. iPhone 7 128GB giá là 9.990.000 trả góp 0% hoặc giảm giá 1 triệu. iPhone 7 32GB giá là 8.990.000 trả góp 0% hoặc giảm giá 500.000. Các bạn chỉ được lựa chọn một trong hai chương trình thôi nha. Các bạn mua trả góp là sẽ không được giảm giá. Dòng iPhone có một đặc điểm rất là hay là vậy. Galaxy A51 phiên bản là phiên bản 6GB. Galaxy A51 phiên bản 8GB giá là 8.390.000, giảm giá 300.000 cộng thu cú đổi mới cộng hỗ trợ trả góp 0%. Rất là nhiều sản phẩm để các bạn giảm giá để các bạn tham khảo luôn. Galaxy A21s giá 5.690.000 cho phiên bản bộ nhớ 64GB, giảm giá 400.000 cộng hỗ trợ trả góp 0%. Ngoài việc các bạn còn được giảm giá, còn được lên đời điện thoại nữa, quá là tuyệt vời phải không các bạn. Galaxy A20s giá là 4.390.000, giảm giá 500.000.
Xiaomi Note 8 giá là 4.490.000, giảm giá 200.000 từ ngày 30 tháng 10 đến ngày 1 tháng 11, cộng hỗ trợ trả góp 0% cho phiên bản bộ nhớ 64GB. Vsmart Active 3 giá là 3.990.000, giảm giá 400.000. Hiện tại thì mình thấy có màu xanh, màu tím và màu đen. Vsmart Active 3 cộng hỗ trợ trả góp 0% miễn phí bảo hiểm. Xiaomi Redmi 9 giá là 3.590.000, giảm giá 200.000 từ ngày 30 tháng 10 đến ngày 1 tháng 11, cộng hỗ trợ trả góp 0% miễn phí bảo hiểm cho phiên bản RAM 3GB, bộ nhớ 32GB. Xiaomi Redmi 9C giá là 2.990.000, giảm giá 100.000 từ ngày 30 tháng 10 đến ngày 31 tháng 10. Wow các bạn ơi, 3 ngày cuối tuần thứ 6, thứ 7 và chủ nhật, cũng như là 3 ngày cuối tháng, giảm giá quá trời quá đất luôn các bạn. Còn chần chờ gì nữa, hỡi các fan của Samsung, Xiaomi và Vivo ơi. Vsmart Joy 3 giá là 3.290.000, giảm giá 300.000, cộng hỗ trợ trả góp 0% miễn phí bảo hiểm. Huawei 6B giá là 3.490.000, giảm giá 150.000. Và cuối cùng là dòng sản phẩm Nokia 2.4 giá là 2.690.000, giảm giá 200.000, cộng hỗ trợ trả góp 0% miễn phí bảo hiểm. Hỡi các fan của Samsung, Xiaomi và Vivo ơi, cuối tháng này ba thương hiệu này giảm giá rất là nhiều dòng sản phẩm để các bạn lựa chọn nha. Cảm ơn các bạn và tạm biệt.